Trí là cái tên quen thuộc của nhiều người sành cà phê ở Hà Nội. Quán có lịch sử từ năm 1936, hội tụ những loại cà phê ngon nhất cả nước, thêm kỹ thuật rang xay gia truyền, điêu luyện và hơn hết là tình yêu với nghề, với khách hàng của chủ quán. Chị vẫn nói với bố chị đấy, là đồ uống nhà chị là mang rất nhiều tình yêu trong đó. Bởi vì cứ không phải nói đến tình yêu, là nói đến tình yêu nam nữ. Mà cái tình yêu có thể là tình yêu giữa người với người, giữa chủ quán và khách hàng. Cái tình yêu này nó gồm có công sức và tâm huyết vào trong cái sản phẩm mình bán. Làm sao cho khách hàng cảm nhận đấy, rõ ràng cái tình yêu của mình. Rõ ràng là cái sản phẩm của mình bán là rất khác biệt. Thì quả thật là nếu như mà mình không chú trọng và không có tình yêu đối với nghề, cũng như không có tình yêu đối với khách hàng, thì cũng sẽ là không được cái sản phẩm chất lượng như vậy. Quán cà phê nhà tôi là từ bà mẹ tôi làm từ trước cách mạng năm 1936. Trước nhà tôi trước cách mạng là ở 18 phố Bà Triệu bây giờ. Lúc bây giờ là khi mà cách mạng thành công thì đặt tên cái đoạn phố Bà Triệu từ bờ hồ cho đến ngã năm Bà Triệu ấy, là trước đó là phố Hàng Giò, sau là cách mạng thành công thì đặt tên là phố Mai Anh Đế. Đấy, chính thế mà khi mà toàn quốc kháng chiến nhà tôi tản cư theo kháng chiến. Đi đến đâu là cụ bà là mở quán cà phê để bán hàng lấy tiền theo kháng chiến. Đến khi hòa bình làm lại như này thì về cái nhà nữa không còn nữa. Đến hòa bình về thì về lại tiếp tục mở quán cà phê ở 76 phố Huế. Đấy tên là cà phê Mai Anh Đế. Đây là Tết năm 1955. Đây khu phố đến chúc Tết. Đây ông bố rồi đây. Đây là Mai Anh Đế 76 phố Huế. Đây chữ này là chữ, đây là cái biển tôn đen, thì đây là tôi viết những chữ này để treo đấy. Đây bé đây, còn tôi đây, còn bé này 10 tuổi. Quán mở ở phố Huế một thời gian, nhà nước lại lấy địa điểm đó mở giải khát mậu dịch, đổi cho nhà ông sang 96 Lê Văn Hưu. Gia đình ông tiếp tục với nghề rang xay cà phê cho cả Hà Nội. Ông Trí lớn lên đi làm giáo viên, đi bộ đội, rang xay cà phê thuê cho nhiều quán. Đến khi về hưu, mua được nhà ở 43 Yên Phụ, ông mở quán cà phê lấy tên ông là Duy Trí. Thì 2000 thì mở quán cà phê mà tôi nghĩ là cũng định lấy cà phê tên là cà phê Mai Anh Đế, nhưng mà vì tôi còn mấy anh em nữa cũng bán cà phê giải khát như này. Ví dụ như cà phê Mai là em mút rồi đấy. Tôi cứ lấy cả tên tôi là cà phê Duy Trí. Vì nhà có nghề truyền thống của tôi là con trưởng, nên tôi phải làm giúp bố mẹ thôi, nghề nghiệp phải thông. Nên với kinh nghiệm thì tôi về mở ở đây thì khách hàng là tín nhiệm ngay. Gọi là khách ruột đấy. Người ta uống rất là nhiều năm rồi, và thậm chí là có những đôi nên duyên tại quán này. Họ đến là những người khách hàng rất là vô tư đến uống cà phê, sau đó thì gặp gỡ và nên duyên vợ chồng. Thế rồi có những người thì gần như là trừ khi có ốm hoặc là đi công tác, còn hầu như ngày nào cũng vào để uống cà phê. Khó tả lắm, cái vị nó ngon, không hàng nào có được, độ dẻo cũng vừa, độ mềm cũng vừa, thế nó không cứng quá mà nó cũng không bị ấy quá, mềm quá. Đây là cái phin pha cà phê em ạ, nó trong này là cà phê đấy, cái này là nhà chị tự làm, cái này không có ngoài thị trường đâu, nhà chị tự nghiên cứu và tự làm thôi. Ở nhà chị treo biển thì nó có chữ gia truyền có nghĩa là được truyền trong gia đình, và dùng kỹ thuật rang để làm nên chất lượng của sản phẩm, và hoàn toàn là hương liệu tự nhiên, các sản phẩm thật và không có một chút nào gọi là hóa chất vào đây. Ví dụ như muốn có một sản phẩm ngon thì là cái kỹ thuật rang phải tốt, và hai nữa là gần như nó là thoát tục đấy. Chị nói thoát tục bởi vì sao? Nếu như mình muốn nhanh được này, rồi muốn lợi nhuận cao này, thì sẽ không bao giờ có một cái sản phẩm mà đạt được cái chất lượng như vậy. Mình làm mình phải toàn tâm toàn ý vào cái sản phẩm của mình, không cần biết là nhiều thời gian hay ít thời gian, mà làm như thế nào để cho có một cái sản phẩm ngon nhất. Nó có thể nó vất vả hoặc nó cầu kỳ, nhưng mà mình yêu nó, vì vậy mình sẽ phải làm sao cho ngon nhất. Cũng như cơm mẹ nấu sẽ khác hẳn, nếu như cái tình yêu đối với các con và với gia đình nhiều, thì rõ ràng cái chất lượng của cái bữa cơm đấy nó sẽ phải khác biệt.